Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một chức năng mới trên cây đàn Cushman K250, đó chính là chức năng ghi âm. Các bạn có thể ghi âm được nhiều chắc trên cây đàn Cushman K250 này. Theo mình đánh giá thì đây là một chức năng khá là hay trên cây đàn Cushman K250 vì nó có thể giúp cho bạn viết được những cái beat nhạc mà các bạn thích. Các bạn có thể sử dụng các nhạc cụ trên đàn như là tiếng piano, tiếng guitar bass hay là tiếng trống, kick hay là violon solo, có thể kết hợp các tiếng lại với nhau trong một bản nhạc. Nếu bạn nào có biết sử dụng các phần mềm thu âm thì các bạn có thể viết nhạc ngay trên các phần mềm bằng cái đàn Cushman K250 này. Và sau đây mình xin đi vào hướng dẫn chức năng ghi âm trên cái đàn Cushman K250 này nhé. Và sau đây mình xin đi vào hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem chức năng ghi âm trên cái đàn Cushman K250. Thì đầu tiên khi những bản nhạc các bạn lưu nó sẽ nằm trong cái nút son này. Các bạn bấm lùi lại để xem nó có thể cho các bạn lưu được 10 bài đấy. Từ 161 đây, nó đại chữ no file, có nghĩa là chưa có dữ liệu gì hết đây. Nên một số cái mình đã lưu rồi đến 170 rồi. Thì đây là màn hình hiển thị. Thì đầu tiên các bạn muốn lưu một cái beat hay là một cái bài nhạc các bạn thích thì đầu tiên các bạn phải chọn cái tiếng mà các bạn lưu đầu tiên. Ở đây cái cây đàn Cushman K250 này nó có thể cho bạn lưu được nhiều chắc trên cái melody này. Nó có thể lưu được 5 melody trên một bản nhạc. Ví dụ như trên một cái bài các bạn có trống, có piano, có freestyle, có bass thì các bạn có thể lưu trong một beat. Thì làm thế nào? Thì đầu tiên các bạn chọn cái tiếng piano. Ở đây mình lưu tiếng piano chứ mình chọn tiếng piano. Thì các bạn ấn nút shift, giữ shift và ấn nút record. Đây. Đấy, thì nó sẽ hiển thị lên là song 1, có nghĩa là nó sẽ lưu vào song 1. Rồi các bạn sẽ bấm thêm một lần nữa để các bạn ghi âm shift record, giữ shift và ấn record thêm một lần nữa. Nó sẽ hiện lên một cái nút red như thế này. Thì khi mà các bạn, nó sẽ lưu từ cái nốt nhạc đầu tiên của các bạn đánh. Đấy. Thì để lưu một cái beat thì cái việc quan trọng nhất đó chính là cái metronome, là cái máy đếm nhịp. Các bạn mở lên các bạn nghe. Đây mình sẽ lưu trên 1 và 120. Rồi mình sẽ đánh một cái beat cho các bạn nghe. Đã đến 1, 2, 3, 4 rồi các bạn bắt đầu. Rồi sau khi các bạn đã lưu xong thì các bạn có thể bấm shift đi cộng để có thể kết thúc việc lưu. Thì để chữ quay có nghĩa là các bạn đã lưu xong. Nếu bạn muốn nghe thì các bạn bấm nút start hoặc stop ở đây, start stop để nghe lại. Rồi đó là cái melody đầu tiên mình đã lưu. Trên cái bài này thì mình lưu tiếp một cái đoạn bass. Thì mình sử dụng cái tiếng đó là tiếng B144. Đó thì các bạn đánh nghe thử. Đó. Đô. Ở đây mình chơi 4 hộp âm vòng, đó chính là Đô, Son, La và Fa. Thì để làm sao lưu được cái bass này vào cái đoạn piano vừa trên thì các bạn cũng bấm shift. Các bạn đã chọn tiếng rồi, các bạn lại bấm shift record tiếp. Giữ shift và bấm record. Thì nó sẽ hỏi là lưu vào đâu. Đây nó chọn luôn là lưu vào cái song 1. Thì các bạn bấm shift record một lần để các bạn có thể lưu tiếp. Rồi, ở đây. Ở đây nó có hai, nó hiện ra cái melody 2, có nghĩa là các bạn sẽ lưu trên cái melody 2 này là cái tiếng bass. Thì các bạn cũng mở metronome lên để các bạn nghe cho nó chắc, khỏi bị sai gì. Rồi nó sẽ lưu cái nốt đầu tiên mà các bạn đánh 2, 3, 4 mà các bạn đánh bass. Rồi các bạn xem video mình đánh nha. Thank you.
sau khi lưu thì các bạn cũng bấm Shift Record. Giữ Shift và bấm Record để lưu. Rồi bấm Startup để nghe. Ở đây mình đã có hai cái melody, ở đây nó có hai cái chấm này. Có nghĩa là mình đã lưu được hai cái melody rồi. Thì các bạn làm tiếp theo trên các melody trên. Thì để mà lưu, ví dụ như các bạn sẽ gặp cái trường hợp đó là lưu nhưng mà cái đoạn đó nó bị vấp hoặc các bạn đánh sai, thì làm sao để mà xóa cái đoạn vừa lưu. Thì các bạn chọn vào song. Và ở đây mình chọn cái luyện song 1, có nghĩa là cái bài lưu 1 vừa rồi mình đánh. Nhưng mà mình thích xóa cái đoạn vừa rồi thì bấm Shift, giữ Shift và bấm Record tiếp. Rồi mình giữ Shift, bấm Record. Ở chế độ Red nó đang ở chế độ ghi âm. Và mình giữ Shift về, giữ Shift và bấm Record. Giữ nút Record khoảng 2 giây để nó hiện lên cái chữ Delete, Shift, Record. Nó sẽ hiện lên cái chữ Delete. Và nó hỏi là các bạn sẽ xóa cái nào. Các bạn bấm Shift. Nếu mà bấm Shift Store hay Shift Accom thì nó ở trên đây, nó khi bạn bấm Delete thì nó sẽ xóa hết luôn. Còn ví dụ như các bạn muốn xóa Melody 2 thì ở đây mình có hai cái chấm đen, có nghĩa là mình có một cái Melody 1 và một cái Melody 2. Các bạn muốn xóa cái nào thì các bạn có thể, ví dụ như các bạn muốn xóa cái Melody 2 thì các bạn bấm Shift M1, có nghĩa là bạn chọn xóa cái Melody 2. Đây, nó còn một cái bôi đen Melody 2 thôi. Bấm nút lên. Và cái nút Melody 2 nó sẽ nhấp nháy như thế này. Và các bạn nhấn Shift Record một lần nữa để xóa. Thì cái Melody 2 nó đã xóa. Vừa rồi là video hướng dẫn cách ghi âm trên cái đàn Custman K250. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy đón like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.